Ok, là đầu tiên anh xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá từ miền Nam miền Bắc. Hôm nay em tiếp tục lên cho anh em một clip là chín cây cần tây. Chín cây này là chín cây hàng bãi, hàng PIP. Giá sẽ công khai em bao ship luôn là 200k bao ship. Đồng giá hết nha mọi người, 200k bao ship. Rồi đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem nha. Rồi đếm vô cây thứ nhất cho mọi người xem. Đây. Cây thứ nhất, cây này là 3m3. Thu gọn 9 cm, đọt là 6 ly, độ cứng tầm 1H gửi đến 2H, chính cân nặng là 90 g, giá công khai là 200k, giá này bao gồm phí ship nha anh em mọi người, giá này giá bao ship, hàng này hàng Olympic, hàng nội địa Nhật, đây ngọn đây. Đây, để cho mình xem. Đọt đây, đọt khá là dẻo. Đấy. Cho người coi cái từng lóng. Đây, cái này hình như là nó cái chống nổ. Đó. Đây cái gì cho mọi người dễ xem. Mua hàng em thì kiểm tra hàng trước thanh toán nha. Nếu hàng lỗi hoặc không giống như em đưa lên clip á, thì mọi người gửi cho em nha. Đây hàng phép nha mọi người. Hàng không dập bể nứt gì hết. Đảm bảo 100% đó. Đây hàng bãi nhưng ngoại hình nó có xước xác mọi người nha mọi người. Đây nó. Đây cái thứ nhất 200k nha mọi người. 200k bao phép. Cây thứ hai. Cây thứ hai vẫn là cây hàng bãi nội địa Nhật. Cây này là 3m6, nặng 150 g, đọt là 0.8 ly. Độ cứng là 2H. Nặng là 110 g. Giá công khai vẫn là 200k. Đây. Nó ngoài soi kỹ mọi người xem. Nói chung thì ngoại hình ok. Hàng thì là hàng ship, hàng nội địa Nhật, hàng bãi đó. Đây đó. Đó. Ngoại hình nhìn khá cũng khá là ok nha mọi người. Giá vẫn là giá công khai luôn, 200k bao ship. Cái số 2 cũng là 200k bao ship. Đọt 0.8 ly, độ cứng 2H nha. Mọi thông tin em để cho anh hết đó. Tiếp theo cái số 3. Đây, cái số 3 vẫn chỉ khá là đẹp. Cái số 3 là cây độ đọt là 0.8 ly. 0.6, độ cứng là từ 1H gửi đến 2H, thu gọn 90 cm, độ dài là 3m3, 200k bao ship, nặng 150 g. Cây này cây giả trúc khá là đẹp nha mọi người. Đó. Chắc lại là phíp đỏ nha. Hàng con này khá là ok. Đây, đọc nó đây. Đọc nó đây. Đó, độ cứng từ H gửi đến 2H. Khá là dẻo. Cây này diều cá là bao phê. Đó, tổng quan máy cần cho anh em xem. Đó. Cây số 3 cũng là đồng giá 300k nha mọi người. Rồi, tiếp theo là cây số 4. Cây số 4 là đọt 1 ly, đọt 1 ly mốt, độ cứng từ 2H gửi đến 3H,
cái này khá là cứng, độ dài là 3,6 m, thu gọn là 100 cm, nặng 140 g, giá công khai vẫn là 200k bao ship. Đây em soi gọt ngoài cho anh em xem. Cần nói chung khá là mới. Đây, phíp là phíp đỏ nha. Đây, cái chạy thêm một ít nha, không phải dập nha mọi người, chạy thôi, chạy sơn thôi. Đây, cây này thì đầu bu nó là đầu xây 360 độ. Đó. Đọt đây. Cứng rầm 2H, cỡ nó 3H. Đọt khá là bún, dẻo. Đó. Phíp giả chút. Đó. Rồi, 200k bao ship. Cây số 1, 2, 3, 4. Cây số 5, tiếp theo là cây số 5. Rồi, tiếp theo là cái số 5. À, đây, cán cặn nó khá là đẹp. Đây, cây số 5 là cây đọt là 0,6 ly. Độ cứng được 1,5 h đến 5 h. 1 h đến 1 h rưỡi. Độ dài là 4,5 m. Thu gọn 103 cm. Giá 200k, cân nặng là 180 g. Đây, rồi tổng thể bề ngoài cho anh em xem. Còn tem. Đây. Đây, độ dài là 4,5 m nha mọi người. Hàng đây qua. Càng khá là đẹp. Cái chống nổ. Nói chung thì cây này nhìn khá là ok. Giá là giá vẫn là giá 200k bao ship. Đó. Đây càng lên mọi người. Đó. Nói chung khá là đẹp. Này, tất cả trên đây nó đều ấy chống nổ. Để bỏ cái đọt xuống nha. Đó. Anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu hàng dập lỗi thì anh em gửi cho em. Anh em không mắc gì hết. Đây, đọt ở đây. Đọt nó khá là dẻo nha, từ 1 h rưỡi đến từ 1 h tới 1 h rưỡi thôi. Đó, cần này chỉ đánh gô, đánh cá nhỏ, cá guppy gì đó, cắt cà phê nhiều cá rất là đã, cánh chép. Cái số 5, đó là 200k. Bao ship nha. Giá thông tin em có để cụ thể hết rồi đó. Rồi, tiếp theo là cây số 6. Đây. Đây là cây số 6, một cây số 6 là đọt vẫn là 0,6. Độ cứng từ 1 h rưỡi đến 2 h. À, thu gọn là 90 cm, độ dài là 3 m. Giá 200k, cân nặng là 100 g, khá là nhẹ nha mọi người. Đây, cần có quấn chỉ. Đây là cần phíp giả chút nha. Đây có độ xước đem ít. Đó. Đây, cái này dính băng keo nha mọi người. Chùi nó ra thôi. Đây, tháo ra soi cho mọi người xem. Đây. Đó. Anh em về kiểm tra hàng thì tháo ra coi kỹ giúp em nha. Đó. Lỗi thì gửi gì em. Đó, đây, đọt nó đây. Đọt nó khá là ok. Đọt có độ bún rất là im nha. Đó. Cây số này, cây số 6 còn có giá là 200k bao ship. Đó. Giá này giá bao ship. Rồi, tiếp theo là cây số 7 nha mọi người. Cây số 7 có đọt là 1 ly 7, độ cứng là 4 h. Độ cứng con này khá là cứng. À, thu gọn là 87 cm, chiều dài là 4 m, nặng là 200 g. Nó nặng là 170 g. À, giá là 200k bao ship. Đây. À, hàng con cá này hiệu của đây qua. Đây, soi cần cho anh em xem.
Em về kiểm tra thấy dập bể gì lỗi lầm nhỏ vậy, anh em gửi cho em nha. Đọt con này khá là to nha mọi người. Đây. Phíp là phíp đỏ. Đó. Em soi cụ thể vòng qua em cho mọi người xem đọt. Đọt nó đây, đó, đọt này cứng tầm 4H, khá là cứng. Ok. Giá cây số 7 là 200k bao ship. Tất cả đây em bán đồng giá 200k bao ship nha. Rồi, tiếp theo cây số 9 nha mọi người. Cây số 8 bị lỗi rồi, em không bán. Cây số 9 là 3m 3m7. Độ dài là 90, thu gọn 90 cm. Đọt 0.7 ly. Đọt cứng từ 1H gửi đến 2H. Giá 200k bao ship. Nặng là 170 gram. Ngọn ly của gốc này là 117 18 ly nha. Đây. Cái này thì nó bắt ốc trong đây. Đây. Ngoại hình cái này khá là ok. Đó. Để em tháo cái ngóc này, để em tháo cái cho anh em coi cái đốt của nó. Cái này là phíp giả chút nha mọi người, phíp nha, chắc là phíp. Đây, phíp đỏ nha mọi người. Đó, đọc thì đọc đặt. Đây, cái này dính keo nha mọi người. Đó. Tổng thể đây, tại nó làm màu xám á, thấy cái cần nó cũ nhưng mà thực chất rất là mới. Đó, tiếp đây. Đó, cái là gốc. Cái này quấn keo, nó quấn dây rồi, nó vuột dây rồi, em tháo ra luôn. Đây, đọt đây. Đọt này là cứng từ 1H gửi đến 2H nha mọi người. Đó. Rồi. Đó, tổng cộng 9 cây cần em đây cho mọi người hôm nay. Nó hư một cây em không lên clip nha. Hư một cây số 8. Nó bị mẻ một trên chút. Rồi, cảm ơn mọi người.